hết cái này xong chị cái tới cái phần là giải bằng phương pháp số nữa là hết rồi ha, hết chương trình rồi ha. Invoice, Laplace, Transform. Ok, sao mang lên trên đây? Chắc chưa xe quá. Cứ không xong mà chắc chưa xe quá. Rồi, người xe đó có thể thấy không? Thấy chưa? Dạ rồi, thấy rồi. Ok, nhìn chị so của mình lên này. Cái này mình biết rồi ha. Kiến gửi lắp lách ngược. Này mình học tới 9 giờ, đúng không thầy? Mình dự trù là mình học tới 10 giờ, học 2 ca luôn á. Nếu mà không thì mai phải học tiếp ạ. À. À, dạ, 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 dạ. Vậy thì chắc học 1 ca đi ha. Dạ, hả? Dạ, đâu. Dạ, đâu, học 2 ca cũng được thầy. Thì mà, mình, em có đam mê bóng đá rồi không? Hả? Dạ không, dạ không. Em cũng có bóng đá, có bóng rổ. Có bóng rổ không? Dạ không, dạ không. Nếu còn thì không rồi, giảm áp lực thì còn mai nữa, để mai cũng được, học cho nó phí cũng được ha. Do mình còn là cần để mình hoàn thiện kiến thức để mình làm cái homework, chứ sợ là mình không đủ là mất cái điểm nào uống. Ý cái đồ là vậy thôi ha. Tại vì cái gì nếu ấy thì tối mai cũng được, vậy bây giờ mình học một cái thôi, nó gọi đi ha. Chia ra đi, vậy là mai học tăng cường nha, cái gì thứ tư mình nghỉ mình có học, ok ha. Dạ, 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 rồi. Thứ sáu học bình thường đúng không bạn? Đúng rồi, ha. Dạ rồi. Ok, vậy bây giờ mình đầu tiên là mình sẽ có định nghĩa nha. Tức là cái công thức định nghĩa, definition. Thì tức cái hiểu nôm na là mình sẽ đi từ một cái hàm là F của S nè. Đây là nó đang là trong miền S. Mình sẽ đưa về là miền T. Thì cái này người ta gọi là inverse, lắp lách ngược, được không? Thì cái công thức tích phân của nó nha, là FT nè. Nó sẽ bằng là 1 phần là 2 pi y. Tích phân chạy từ cận ha, là trong trường hợp này là A trừ cho Y nhân cho vô cùng. Cái này là A nó cộng cho Y vô cùng. Vì nó hơi phức tạp nên là đa phần ít khi người ta dùng cái này, người ta dùng cái bảng ha. Của cái hàm là F lớn S nhân cho E mũ của là ST và DS. Cái này là bản chất vấn đề đó ha. Và toàn bộ những cái công thức mà trong cái bảng này nè ha, thì mình sẽ dùng cái bảng này để mà mình tra rồi mình dùng cũng như bài hôm trước vậy đó, không khác gì cả ha. Bây giờ đầu tiên mình cũng sau cái bảng gọi là cái table ha. Rồi, đó là definition ha. Giờ mình sẽ có được cái table. Rồi, cái table của mình như sau. Mình chụp cái luôn ha. Rồi, đây là cái table của mình. Bạn lắp lách ngược thông dụng. Thay bồ và các tính chất nha. Đây là cái bảng thay bồ. Thực tế thì cái bảng này thì hôm trước mình tra là từ trái sang phải, thì bây giờ mình tra từ phải sang trái thôi. Nha. Hôm trước là mình tra thuận á, là từ miền T sang miền S á. Còn hôm nay là mình từ miền S mình chuyển sang miền T. Ok không? Mình tra ngược lại ha. Ok không? Rồi. Tiếp tục nha. Rồi bây giờ nhưng mà bây giờ mình sẽ kết hợp thêm vài tính chất nữa để mình tra. Có lưu cái bảng thì lưu đi ha. Được không? Dạ dạ. Rồi sau đây là mình sẽ có các tính chất ha, mình copy các tính chất ra luôn đi. Mình tập trung vào bài tập cho nó gọn. Là dùng những cái property này ha. Đây là những property. Nhìn chưa ha? Mình có 8 tính chất ha. Đó, tức là từ bên trái là từ bên S, mình ngược cái là mình ra bên T ha. Thì cách mà thuộc công thức là làm bài tập nha, chứ không phải là ngộ thuộc nha. Mình vừa, ban đầu là mình vừa làm bài tập, mình vừa tra, rồi mình dùng thét cái là mình thuộc à, được không? Và cái bài tập của mình thi là người ta không yêu cầu mình là biến đổi đâu, mà người ta yêu cầu mình làm giải một bài toán bằng phương trình hoặc là hệ phương trình vi phân. Mình nó bao gồm cả là Laplace, bao gồm cả lắp lách ngược luôn chú nha. Dạ. Rồi giờ bắt đầu trình tự các bài ha, tập ha, sử dụng nha, đúng cái nào thì mình sẽ kéo lên mình xong cái đó nha, được không? Dạ. Tập số 1 cho mình là hàm fs nó bằng là 2 mình chia cho s mũ 4
mình trừ cho là 3s, mình chia cho là s bình cộng 4. Ok chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ có được như sau ha. Tức là đề bài yêu cầu mình phải đi tìm được hàm ft nha, vì mình đang là trong đường s mà, mình phải đi tìm cái hàm ft ha. F nhỏ t. Ok ha. Rồi bây giờ mình thấy rằng là lắp hết ngược của một hiệu này sẽ bằng lắp từng cái. Ok không? Vậy đầu tiên mình ghi công thức trước nha. Là cái hàm ft nè nó sẽ bằng là lắp ngược của là fs, là công thức đó mình xuất nó vô luôn. Sẽ là 2 mình chia cho là s mũ 4, mình trừ cho là 3s, mình chia cho là s mũ 4, mình cộng cho 4. Ok không? Rồi bây giờ bắt đầu mình xuất vô nè ha. Bây giờ mình bắt đầu mình tra cái công thức này nha. Đầu tiên là 2 chia s mũ 4, mình nhìn cho ha. Mình cấp này xuống nè, mình nhỏ là mình tra. Tức là mình đang có cái bên phải nha, cái bảng này nó gồm hai cột thôi nha. Chứ mình nó không muốn mình dài nên mình làm hai bên đó. Còn chắc là cái bảng này chỉ có là hai cột ha. Ok. Để mình coi thử chung cư mình nó đang báo gì nha, cho mình hold on 10 giây nha. Chưa? Rồi, nghe rồi ha. Được không? Rồi thì bây giờ mình sẽ có được như sau, mình nhìn vô cái bảng ha. Bây giờ mình sẽ nhìn vô là mình sẽ dùng cái công thức này ha, nhìn cái này ha. Ok ha. Mình tách ra rồi nha. Mình có là mình sẽ nhìn vô này, mình sẽ đang mình có là 2 của s mũ 4. Ok không? Thì mình sẽ tách thành là s mũ của là nó là n cộng 1 thì nó sẽ là 3 cộng cho 1. Ok chưa? Yeah. Ở trên này mình phải cần là 3 giải thừa, đúng chưa? Được không? Yeah. Nhưng mà hiện tại mình không đủ nha. Vậy mình phải bù lại một lượng là mình phải nhân, ở đây là nó là 6 mà ở trên nó đang là 2. Vậy thì bây giờ mình phải nhân lại thêm cho là 1/3. Hiểu cái này không? Hiểu. Yeah. Ok, vậy bây giờ mình áp dụng trên n bằng 3 mà, đúng không nè? Thấy không? Yeah. Đó, vậy bây giờ mình sẽ áp dụng cái này thì nó sẽ có công thức, được không? Ha. Yeah. Vậy cái này mình sẽ ra được là 1/3 là constant mình viết lại nha. Chấp nhận không? Nhìn đó ha. Yeah. Tại vì mình còn lại là n giải thừa là 6 đó, mà hiện tại mình chỉ có 2 thôi, được chưa? Nên mình phải là nhân tử và mẫu cho 3. Tử nhân 3 thì mình được 6 là 6 là 3 giải thừa, ở dưới nó sẽ là 3, được không? Vậy cái này mình sẽ ra được là 1/3. Nó nhân cho là 1 phần, ở đây là tn chứ là t mũ 3. Ok không? Rồi tương tự cái thằng bên kia ha. Xong xong cái thằng đầu tiên nha. Thằng tiếp theo là s chia cho s bình cộng 4. Mình nhìn cho cái này ở đây, nó có dấu hiệu nè, nhìn chỗ này ha. Được không? Mình viết chép ra nha, mình viết cho nó giống này nha. Đầu tiên là số 3 mình đi ra trước nè, được không? Này là s nè, này sẽ là s bình nè, nó sẽ cộng cho là 2 bình, được không? Yeah. Vậy omega bằng 2. Ok không? Hiểu không? Yeah, vậy trừ cho là 3 nhân cho là cos. Ok không? Của là 2t. Có cái gì thấy không? Yeah, không đã xong nhá. Cái gì đó? Đó. Em tưởng chỗ này chỉ là t chia 3 thôi chứ sao lại 1 phần t chia 3, 1 t mũ 3 đấy. Lại chậm lại, ở đây, đúng rồi, mình nhầm chỗ này ha, cái này phải là t mũ 3 mới đúng nha, mình biết nhầm á, thấy chưa? Đó, ok không, được không? Rồi, vậy mình viết thành là t chia 3, t mũ 3 trên 3 luôn đi ha, ok ha? Dạ, dạ, dạ. Đó, cái này ai học trước là sao mà thấy cũng rành á, học trước chưa? Dạ, chưa rồi. Cũng mới học thôi đúng không? Dạ, dạ. Ok, nhớ cái cách nha, đầu tiên là mình chưa thuộc á, là mình phải nhìn cái bảng. Mình nhìn thét cái là bài tập nhiều cái là mình thuộc luôn à, thuộc nó sẽ kéo theo nó tự động thôi. Ok ha. Dạ. Hình như là em còn một bài kiểm tra giữa kỳ nó liên quan tới chương này sao ta. Ok ha. Giá học cái này chắc nha. Là cái nếu mà kiểm tra giữa kỳ thì nó sẽ đi ngóc ngách hơn. Có bài của nó sẽ là những cái dạng mà lắp thuận lắp ngược nè, thấy chưa? Đó, nó sẽ đi sâu hơn. Ha. Bài 2 nên cố gắng kéo điểm lên ha. Rồi, mình sẽ có là hàm fs nè. Nó sẽ bằng nè. Là 2 chia cho là 4s bình cộng 1. Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ mình tìm cách mình tra cái bảng thôi nha. Bảng mình đây là mình zoom to lên nè ha. Cũng là đi tìm hàm f nhỏ t ha. Nhìn ha.
Vậy trong trường hợp này là ở trên là constant, vậy mình sẽ nghi ngờ là nó là cái này. Ok chưa? Được không? Rồi. Ok, vậy mình sẽ đầu tiên mình sẽ có này ha, solution này ha. Vậy cái hàm f nhỏ t nó sẽ bằng là lắp lách ngược của cái hàm là 2 chia cho là 4 s bình mình cộng cho 1. Ok không? Rồi bây giờ mình sẽ biến đổi sao cho có dạng công thức thì mình dùng ha. Đầu tiên thì mình thấy rằng ở phía trước s bình thì nó không có hệ số, vậy ở dưới mẫu mình sẽ rút 4 ra. Vậy như thế nào? Thế là sẽ được là s bình nó cộng cho là 1/4, đúng không? Tiếp tục mình sẽ ở trên này thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái thằng omega nha, nó sẽ bằng tiếp này ha. 2 chia 4 sẽ bằng là 1/2, vậy mình đem 1/2 đây ngồi luôn. Ok chưa? Không? Ở đây mình sẽ được là 1 mình chia cho là s bình mình cộng cho là 1/4, đúng không nè? 1/4 thì mình viết thành là 1/2 bình phương. Ok chưa? Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục là mình sẽ viết cho nó có dạng công thức là tử mình nhân cho 1/2, mẫu mình nhân cho 1/2. Ok không? Ha. Nhìn chung này ha. Tiếp tục nha. Rồi. Thì ở đây mình sẽ có được là tử nhân 1/2 thì mình sẽ đem 1/2 ngoài được viết lại nha. Được chưa? Chiếc thằng bên trong thôi. Chiếc thằng bên trong thôi nha. Ở trên tử nhân 1/2 nè. Đó, thì mình sẽ ra được là s bình mình cộng cho là 1/2 của là bình phương. Ok không? Mình phải bù một lượng 1/2 nữa chứ mẫu 1/2 nữa ha. Được. Rồi nó nhân cho cái 1/2 ngoài chiếc đều hả thầy? Mình cứ làm trình tự đi, mình cứ thấy cái gì thì mình đưa đi cái đó thôi. Còn không thì mình cứ 1/2 này mình đưa nó lên trên luôn nè. Nha thôi, chậm lại đó nha. Không cần nha, được chưa? Mình có là 1/2 mình nhân 1 này, mình đưa 1/2 lên trên bên trên luôn, mình khỏi còn thêm bớt, được không? 1/2 nhân 1 này thì được là 1/2 trên. Được nè. Ha. Ở đây mình sẽ được là s bình phương mình cộng cho là 1/2 bình phương. Ok không? Rồi, thì mình nhìn vô thì mình sẽ thấy rằng là omega nó sẽ bằng là 1/2, đúng không nè? Rồi mình biết đổi xíu để cho cái dạng công thức xíu nha. Mình viết thẳng luôn, nhiều lúc người ta không chấp điểm á. Ha. Thì cái này mình hiểu năm nay là tử và mẫu mình chia cho 4, vậy hiểu không? Tử mình chia cho 4 thì ra 1/2, đúng không nè? Mẫu mình chia cho 4 thì mình triệt tiêu luôn, rút 4 ra. Ha. Thì mình sẽ ra được là cái này sẽ là s bình. Cái này sẽ là 1/2 bình phương. Vì nó chia 4 là 1/4 đó, đúng không? Mình áp dụng với thằng omega nó bằng 1/2, vậy mình sẽ được là sin của là 1/2t. Ok không? Rồi, coi cái gì thắc mắc thì hỏi à. Đúng không? Chỉ thêm bớt thôi, những bài đầu là những bài cơ bản nha, chú nha. Rồi, coi gì thắc mắc thì hỏi. Không thì mình xem bài tiếp theo ha. Cho nhắc nha. Cho nhắc. Cái này mình tạm gọi là nó cũng rất là cơ bản nha, chứ không có khó nha. Chứ nếu mình sẽ sang cái chỗ nó sẽ khó hơn. Đây là nhắc lại là muốn làm vững thì phải thuộc công thức, mà muốn thuộc công thức thì phải làm bài tập. Không. Bài ba mình cố gắng làm tầm khoảng 10 bài ha. Bài ba là cái hàm fs. Một số sách thì người ta thay chữ s bằng chữ b, ha, chữ nào cũng được ha, đúng không? Muốn thì s muốn thì b nó như nhau thôi. Fs nó sẽ bằng là 4 e mũ trừ 2 s cộng cho là 2 chia cho là s cộng cho 3. Được không? Rồi, trình tự ha. Thì bây giờ mình sẽ thấy rằng là nó là một tổng thì mình sẽ ra từng cái, được không? Được rồi. Ghi thủ tục cái đã, rồi làm gì thì làm. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích cái thằng là 4 e mũ trừ 2s. Ok ha, mình nhìn cho các bạn ha, đúng không? Rồi, 4 e mũ trừ 2s. Rồi, một là hai cái bảng, hai là mình sẽ dùng là tính chất, hai cái đó thôi ha. 4 e mũ trừ 2s có thể có không? Ha. Tìm chỗ e mũ ha, coi chỗ nào nó ra e mũ đâu. Có bộ có rồi đó, có thể có không? Sẽ không. Không là công thì mình kéo lên cho tính chất thì có không nè, ha. E mũ nè, nhìn nè, ok ha. Rồi, có tính chất là dựa theo T đó ha. Rồi, bắt đầu mình có xuống tính chất như thế này nha. Rồi. Khi mà cái nguyên tắc đó nha, cả chiều thuận và chiều ngược á, là nếu nó phức tạp á, thì mình sẽ chia nhỏ để mình trị. Ok chú ý ha, được không? Mình nhìn vô này nha, bây giờ mình sẽ viết, mình sẽ dùng cái này nè, được chưa? Được không? Thì bây giờ mình sẽ viết ngược lại là e mũ trừ 2x nhân cho 4. Ok ha?
Rồi đầu tiên mình thấy rằng nó có dạng thằng này nè, ok không? Nhìn nè. Dạ, vector 0 thì nó bằng 2, được không? Rồi thì mình đây mình sẽ có được cái hàm f nè, đây là hàm đây là cái hàm f lớn nè, được chưa? Được không? Đúng không? F lớn nó sẽ là hằng số. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tìm từ f từ cái thằng là f lớn này, nó f lớn này nha, được không nè? Nó bằng 4 nè, mình đi tìm cái thằng ft. Ok không? Rồi. Nhớ là ban đầu mình bịt thằng này nha, chưa xem xét nó nha, được không? Rồi. 4 là constant, mình nhìn vô, đây nè, nhìn vô này, đây nè, 4 là constant nè, được chưa? Đó, tức là 4 là 4 quyết lại đó, 4 nhân 1 á, 1 là delta t, ok chưa? Quậy số 4 thì mình sẽ ra được là gì? Là 4 nhân cho là delta t. Được không? Số 4 nè, số 4 thì bằng 4 nhân 1, 4 là hàng số thôi, 4 thì bằng 4 nhân 1, vậy là số 4 mình nhân quyết lại, mình làm cho số 1 nè. Ok không? Vậy nó sẽ là delta t, ok không nè ha? Nè ha, delta t, rồi. Mình đã tìm được cái thằng f nhỏ rồi thì bây giờ mình thêm cái thằng e mũ trừ vô, ok không? Nhìn ha. Vậy lúc này mình sẽ có được cái hàm mình cần tìm là e mũ trừ của là 2s 4 nhân 4 ha, được không? Thì mình ở đây là mình sẽ dời một cái lượng là t trừ t0, hiểu không? Vậy cái t0 trong trường hợp này thì nó sẽ bằng cho mình là bằng 2 nha, đúng không? Bằng 2 thì vậy thì mình ra được kết quả đây sẽ ra được cho mình là 4 nhân cho delta của là t trừ cho 2, hiểu không? Dạ rồi. Rồi. Rồi có ai thắc mắc gì khỏi? Không. Rồi coi gì thắc mắc không? Đó cái ô đó này em chưa hiểu chỗ cái biến đổi cái chỗ này. À, bây giờ mình nhìn vào nha, cái số 4 đó nha thì nó bằng là 4 nhân 1, được không? Yeah. Tức là số 4 này mình khi mình biến đổi là số 4 mình viết lại, ok chưa? Mình chỉ biến đổi cho số 1 thôi, mình nhìn số 1 nè, nha, số 1 nè, đây số 1 đây, các bạn nè. Đây cái 1 nè, cái 1 đây, cái 1 thì nó sẽ ra cho mình là delta t, thấy không? Đó. Dạ. Yeah. Vậy số 4 thì nó sẽ ra cho mình là 4 lần delta t đấy, đây là cho số 4 nè, được không? Yeah. Rồi, hồi nãy là mình đã bịt cái thằng e mũ là trừ s t 0. Bây giờ mình phải đưa nó vào. Đưa nó vào thì chỗ nào có t thì mình thay nó bằng là t trừ t0. Hiểu không? Hiểu rồi. Đó, đó là mình vẫn đang tính cái ft chứ chưa có qua cái u luôn. Đó có u nào đâu? Đây đâu cái nào u đâu? Mình nhầm không? Đâu, cái nào u đâu? Cái tính chất của nó em thấy ngoài sau có u nhầm t trừ t0. À cái u là cái delta đó, hai thằng đó là một nha. Muốn u cũng được, muốn delta cũng được nha. Được nha. Chữ U là chữ delta đó, hai cái đó cùng ha, nha. Ok ha. Cái này có thể mình ghi nhầm á, cái này là delta nha, nha. Không cái là U là cái hàm dời đó, hàm dời đơn vị đó ha. Mình chú là cái U ở đây mình không có ghi, nếu mà có thêm một cái thằng U nó sẽ là U của là T trừ cho 2 nhưng mà mình không ghi đó. Chú nha, ha. Cái đó được phép bỏ, muốn ghi vô cũng được nha. Nên delta với u là hai thằng khác nhau, chú ý nha. Đáng lý nó có thêm thằng u nữa nhưng mà mình không ghi thằng u á, ha. Thêm cũng được, còn mình thêm đầy đủ vô thì mình sẽ có luôn thằng u nữa, ha. Ha. Nếu có thể đổi sẽ là có là u của là t mình trừ cho 2 nữa, đúng không? U là hàm đơn vị thôi, chứ có gì, ha. Đúng gì ha? Ok ha. Rồi mình xóa đi cho nó gọn, muốn thêm vào ha, nha. Rồi bây giờ mình sang thằng số 2. Thằng số 2 bây giờ mình tra cái bảng nè, mình nhìn cho trang ngược nha, nhìn vô nè. Đây nó đây. Nha, được không? Yeah. Rồi vậy là thằng số 2 không liên quan quyết lại, được chưa? Không. Mình làm nháp nè, nó sẽ là 2 1 chia cho s cộng cho 3. Được không? Vậy nó sẽ bằng là 2, đây là 1 nhân cho s trừ cho là trừ 3, ok không? Vậy trong trường hợp này mình sẽ có được thằng A thì nó sẽ bằng là nhiêu? A nó sẽ bằng là trừ 3, đúng chưa? Đúng không? Vậy số 2 mình viết lại nè. Được không? Ok không? Yeah. Rồi, nếu mà ở dưới nó cộng thì trên này mình sẽ ra được A nó bằng 3 luôn đi cho nó nhanh, khỏi cần viết cái này đi. S cộng mà, đúng không? Đâu cần viết cái này đâu. À. Vậy mình sẽ ra được là trừ 3T. Ok không? Đó. Nếu thêm U vào thì ở đây sẽ là UT nha. Đó, nhưng mà U được phép bỏ, thoải mái. À. U là hàm đơn vị thôi, có gì đâu. À. Rồi, có gì thấy không?
Dạ không ạ. Tiếp tục ha. Đây là những bài cơ bản để mà mình rèn công thức, chứ nếu mình sẽ tới những bài nó cao siêu hơn. Bài 4 ha. Fs nó bằng là log của là s cộng 1 chia cho là s trừ 1. Ok ha. Rồi, solution. Cái này thì chắc chắn là mình nhìn vô là trong cái này không có cái nào lock hết nè, thấy không? Ha? Không? Nên chắc chắn là mình chưa có thể làm trực tiếp được. Không? Rồi nên bây giờ mình sẽ là dùng quy tắc là tạo hàm ảnh nha. Thấy chưa? Mình nhìn vô này nha. Làm gì làm đầu tiên là mình sẽ tính hàm cấp 1 trước đi. Nhìn ha. Mình nhìn chỗ nào có hàm cấp 1 thì mình dùng. Ok, mình chỗ đây là mình sẽ dùng chỗ này nha. Nhìn cái này nha. Là mình áp dụng hàm cấp 1. Ok không? Ha? Nha, mình ghi công thức ra nha, ghi công thức ra cho dễ nhìn rồi nha, mình áp dụng công thức này. Rồi, là cái thằng là lắp đất ngược trừ 1 của cái thằng là F nè, đã hàm cấp 1 nè, cao. Nó sẽ bằng là N bằng 1 nha, nếu mình xúc vô luôn, mình sẽ được là trừ của là T nhân cho FT, ok chưa? Mình chú ý là cái FT nó là ngược sẵn của thằng FS nha, chú ý nha, ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình là phân tích trình tự, ha. Rồi đầu tiên là nó liên quan đến là từ đây mình suy ra mình cần là cần tìm thằng FT nha. Vậy bắt đầu mình suy ra này nha. Không? Vậy là cái thằng nhớ là FT là ngược của thằng FS nha. Được không? Ha. Vậy mình suy ra được là cái thằng FT nè sẽ bằng là trừ 1 phần T của lắp lách ngược của là F'S. Ok không? Vậy thì bây giờ bài toán của mình là từ lắp lách ngược của F lớn thì mình chuyển sang lắp lách ngược của là F'. Ok không? Ha. Yeah. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ đầu tiên mình đi tính cái thằng F'S trước. Đạo hàm thì để mà dễ đạo hàm nha, thì mình sẽ áp dụng công thức là log của một thương thì nó bằng log từng cái trước và đạo hàm sau nha. Và nó bằng là log của là S cộng 1 nó trừ cho là log của là S trừ cho 1. Ok không? Mình đạo hàm nha, mình sẽ bằng là 1 mình chia cho là S cộng cho 1 mình trừ cho 1, mình chia cho là S mình sẽ trừ cho 1. Ok không? Rồi vậy từ đây mình suy ra được nè, thằng FT nè nó sẽ bằng là trừ 1 phần T nhân cho lắp lách ngược F phải mình xuất vào luôn là 1 chia cho là S cộng 1 trừ cho 1 chia cho S trừ cho 1. Nga. Rồi nhưng mà hai thằng này có công thức, công thức hồi nãy đó, nhìn vô công thức à, công thức đây là cái E mũ trừ AT đó, ok không? Nhưng nó là dấu cộng nha, mình lấy nha. Ha. Đó, ok, bắt đầu phát luôn rồi nha. Cái này là trừ 1 phần T mình viết lại, ok ha. Bên trong này, cái đầu tiên là mình sẽ được là A mình bằng 1, vậy là E mũ của trừ T, ok chưa? Cái số 2 mình cần dấu cộng thì sẽ là cộng với trừ 1, vậy A của mình nó sẽ bằng là trừ 1, ok không? Vậy nó sẽ là trừ cho E mũ của thằng T, ok không? Có cái gì thắc mắc rồi ha. Đó, à, à. Không gì thắc mắc đúng không? Đúng là xong ha. Xong rồi đó. Không? Ok ha. Rồi mình có thể phá áo trừ thì mình ghi gọn lại luôn kết quả thì phá áo trừ thì lấy thằng kia trừ thì ra thành kia mình được là E mũ T. Mình trừ cho là E mũ trừ T. Mình chia cho T. Ok, cô ý thấy không? Rồi, à, tại đây nó còn một chút xíu lượng giác nữa thì mình nghĩ tới đây được rồi. Ha, sao rồi? Ok không? Nhìn thấy ha? Đó. Mình số nháp cho đẹp này có gì thì coi thì vô coi nè. Ok, mình sang bài 5. Gắn là bài tập nha chứ không có cách nào để mà giỏi hơn đâu ha, đúng không? À, càng ấy thì cái cấp độ nó càng khó ha, đúng không? À, mình yêu cầu là mình phải nhiễm cái bản công thức nha, đúng không? Như mình nhìn vô đầu tiên mình nhìn vô thì là mình có sẵn công thức không? À. Mình nghĩ là cái này không có sẵn công thức đâu, ha. Đúng không?
nên bắt đầu mình đi tìm giải pháp. Giải pháp thì bây giờ mình thấy rằng là cái hàm này mình tích phân được, nên bây giờ mình sẽ dùng tích chất là mình dùng tích phân, nhìn ha. Tại vì mình tra bảng nó không có công thức nha, okay. Nên bây giờ mình sẽ là đi dùng cái tính chất, nhìn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tính chất số 5 ha, okay. Vậy mình sẽ có được nha, là lát lách ngược của cái tích phân đó, mình có này ha. Lát lách mình chú ý nha, nha. Cái thằng FT nè, nó là ố quay, nó luôn luôn là lát lách ngược của thằng FS nha, chú ý nha, ha. Vậy mình áp dụng chỗ này mình ghi nè nha, được chưa? Mình sẽ có, mình ghi công thức là trước nè, lát lách ngược của tích phân đi từ là S ha, được không? Đi từ S cho đến là infinity của là FSDS, FSDS ha. Mình đóng lại, mình sẽ bằng là FT trên T, được không? Cái mình cần là mình cần cái thằng FT, được không nè? Vậy từ đây mình suy ra thằng FT. FT thì nó sẽ bằng là T ha, nó nhân cho là lắp đất ngược của là tích phân đi từ là S cho đến infinity của là FX DX, ok chưa? Vậy là đầu tiên mình phải đi tính cái tích phân này ra được cái hàm, rồi sau đó mình mới tính lắp đất ngược được, được chưa? Hiểu nôm na cái tư duy ở đây là mình làm thẳng không được, nên mình phải đưa về đạo hàm hoặc là ghi phân của nó thì mình mới làm thẳng được, hiểu không? Mình giống như ở trên vậy đó. Đó nè. Bây giờ tiêu đi tính tích phân này trước ha. Được không? Rồi mình sẽ có được với FS đó nha. Nó bằng là S nó chia cho là x bình trừ 1 tất cả bình, thì mình chia được là FX. FX sẽ bằng là x mình chia cho là x bình phương trừ cho 1 bình phương. Ok chưa? Mình dùng cái x là biến giả thôi nha, để mình xử lý tích phân. Mình xử lý mình phá, mình thấy cộng mình phá x thì nó sẽ ra, được chưa? Vậy từ đây mình suy ra là tích phân đi từ S cho đến infinity của là x chia cho là x bình trừ 1 bình phương dx, ok. Mình đi tính tích phân này, được không? Thì tích phân này mình sẽ tính được, nó bằng mình tính tích phân, mình ghi các bạn xíu nha, xong rồi mình sẽ quay ra mọi người mình làm nhát cho liên tục bài toán nha, ha. Cái mình sẽ được là 1 mình chia cho 2, ở đây sẽ là S bình trừ cho 1, ha. Tại sao thì trước đó mình làm xong rồi mình sẽ tính nhắc mình ngồi xong, được chưa? Rồi vậy thì từ chỗ đây mình suy ra ha. Vậy từ đó mình suy ra nè, là FT sẽ bằng là T nó nhân cho là lắp lách ngược của cái thằng là 1 chia cho là 2 S bình trừ cho 1. Rồi, có thắc mắc gì hỏi nha? Thằng 2 là constant, mình chỉ có chức năng viết lại thôi. Vậy bản chất vấn đề là mình chỉ đưa số 2 đang ngồi luôn nha, mình xóa chút nha. Thì đây mình chỉ có là T chia 2, được không? À. Thì trong này mình xóa đây, mình chỉ ghi S bình trừ 1 thôi cho nó gọn, được không? Sau khi mình đưa về kiểu này thì chắc chắn là mình đã đưa từ các phức tạp về các đơn giản. Thì mình tra cái bảng, được không nè, nhìn ha. S bình trừ 1, ở trên là hằng số nha, ok. Ghi cái bảng số nè. Rồi bây giờ mình có thể tra nó có công thức nào. Trừ mà sao mà xin được? À? Sin hay ba bằng polic. Đây. Với omega bằng 1, ok ha. Và cái này nó sẽ bằng là T chia 2 nhân cho sin hy ba bằng polic của thằng T. Đó, xong. Và coi cái gì thắc mắc không? Mình đang gọi tính tích phân. Cái tư duy á là làm thẳng không có công thức. Ok ha, mình phải biến đổi nó mới có công thức. Nhớ ha. Rồi, số nháp nha. Xong rồi đó, bây giờ bắt đầu mình quay về cái vấn đề là mình đi tính cái tích phân này. Ok ha. Nhớ để mình cụ đợi tích phân mà, không? Tức là nó cho mình lòng vô đó, làm thẳng không ra thì thông qua tích phân đầu hàm mình sẽ đưa về một cái dạng mà nó có công thức. Chú ý. Rồi bây giờ mình đi tính tích phân nha, không? Tích phân này người ta gọi là tích phân suy rộng. Mình tính này ha. Đầu tiên là mình bỏ cận ra đây, mình đi tìm cái ngưỡng hàm nha, được không? Mình đi tìm ngưỡng hàm thì mình sẽ đặt T nó bằng là x bình trừ cho 1, U cũng được đó ha. Được không? Thì mình chia ra được là DU sẽ bằng là 2x dx, được không?
Rồi mà trong đề bài của mình là mình có x dx và mình sẽ là x dx mình sẽ bằng là du mình chia cho 2, được không? Coi cái gì thấm không? Rồi thì tại đây bây giờ mình sẽ là đi chuyển cận ha, được không? Đầu tiên á là với thằng u nè, thằng x nha. Với thằng x nó bằng là s thì mình suy ra là u nó sẽ bằng là s bình trừ cho 1. Được không? Và khi thằng x nó bằng infinity mình sẽ có được thằng u nó cũng bằng infinity luôn, được không? Rồi bây giờ mình đi thế cận mới qua, cận mới của mình là theo biến u đó. À. Rồi từ đây mình suy ra được tích phân mình cần tính nè. Cận mới đi từ là s bình trừ 1 cho đến infinity, được không? Rồi x để x thì mình tách ra, nó còn lại 1 ha. Với mẫu mình sẽ được là u bình. Và x để x thì mình thay bằng là du. Mình chia cho 2, được không? Tại đây thì 1/2 là số mình đem ra ngoài. U bình thì mình với mẫu mình đưa lên mình thành là u mũ trừ 2. Ok không? Rồi mình áp dụng quy tắc là mình tăng một bậc. 1/2 mình cứ lại nè, nha. Tăng một bậc thì thành là u mũ trừ 1 thì nó chia cho trừ 1. Ok không? Rồi mình móc chữ trừ thì mình đảo quy trí cộng. Mình cho móc chữ trừ nha. Chia trừ 1 khỏi chia đặt cái trừ ở trên. U mũ trừ 1 là 1/u nha. Cộng của nó đi từ là s bình trừ 1 đến vô cùng mình tráo lại thì đi từ là vô cùng. Ha. Cho đến là s bình trừ 1. Rồi thắc mắc gì hỏi nha. Có cái gì hỏi không? Hả? Rồi, thế cộng qua thôi. 1/2 viết lại nè ha. Cộng trên sẽ là 1/ là s bình trừ cho 1. Ok chưa? Cộng dưới là trừ cho 1 chia vô cùng. Và 1 chia vô cùng này thì nó bằng 0. Được chưa? Vậy nó bằng là 1/2 nhân cho là 1 chia s bình trừ 1. Đây, nào. Ok không? Rồi, có thắc mắc gì thôi à? Cái chỗ này giờ hết chỗ giấy nên là mình không ghi cận, nó dừng ghi cận đây rồi nha. Ở đây nó bản chất nó sẽ là đi từ s bình trừ 1. Nha. Rồi coi đây thắc mắc cho nào thử đi ha. Hiểu đúng không? Yeah. Ok ha. Rồi. Xong à? Xong bài số 6 à? Và xong. Xong. Và xong à? Thắc mắc gì hỏi nha. Bài 6 là fs nó equal to là 4 chia cho là s nhân cho là s mình cộng cho là 2. Không. Rồi. Bài này thì có rất là nhiều cách để mà giải nha. Một trong những cách đó là mình áp dụng phương pháp là đồng nhất thức, mình tách ra. Mình tách ra thì chỉ có dạng công thức ha. Không. Nhưng bây giờ bài này mình sẽ không dùng cách đó ha. Mình giới thiệu cách dễ này nha. Mình giải bình thường này nha. Mình sẽ là có là 4 nè, mình chia cho s nhân cho s cộng 2. Thì mình tách ra được nó bằng là a chia cho s cộng cho là b chia cho là s cộng cho 2. Hiểu dòng này không? Rồi thì từ đây mình tìm a tìm b nha. Quy đồng lên tìm a tìm b. Quy đồng lên nè. Là as cộng cho 2a cộng cho bs. Hết rồi ha. Đây là s nhân cho s cộng 2. Trên này là mình rút cái thằng là s ra ngoài, mình được là a cộng cho b nhân cho s cộng cho 2a chia cho s nhân cho s cộng 2. Ok không? Mình có một phương pháp đó là phương pháp heavy side, xíu nữa mình giới thiệu ha. Rồi. Từ đây mình sẽ được một cái hệ phương trình là a cộng b thì nó bằng 0 và 2a ha, đúng không nè? 2a thì bằng 4. Và từ đây mình suy ra được là a của mình bằng 2 và là b của mình sẽ bằng là trừ 2. Ok không? Yeah. Và lúc này là cái hàm ft cần tìm nè, nó sẽ là lắp lách ngược nè. Ok chưa? Của cái thằng fs thì mình thay bằng 2 này, nó sẽ là 2. Ở đây là mình có thể viết cái hàm lại một lần nữa nha, mình rút 2 ra ngoài luôn nha. Yeah. Để mình viết cái hàm lại đi. Ở trên có 2, ở dưới cũng có 2,
cho nè, chỗ AB có 2 đó, mình rút 2 ra, để mình chia ra. Là 4 chia cho S nhân cho S cộng 2, nó bằng là 2. Chỗ này là 1 chia cho S, trừ cho là 1 chia cho S cộng cho 2. Ok không? Rồi, trong trường hợp này là lắp lắp thì 2 là constant, mình đếm ngược luôn. Tức là lắp lắp nguyên cục này nè, được không? Ha. Rồi, thì ở đây mình chỉ có là lắp lắp ngược nữa ha. Của là 1 phần S, trừ cho 1 phần của S cộng 2. Được không? Mà thằng này thì có công thức, mình tra công thức lần ra thôi. Được không? Đầu tiên là mình tra cho 1 phần S trước nè, nhìn vô 1 phần S này ha. 1 phần S thì nó sẽ ra cho mình là UT, ok chưa? UT là công thức là 1 đó, chú nha. Thì mình được là 2 nè. Thích UT thì ghi UT ha. Muốn ghi UT cũng được, muốn ghi 1 cũng được ha. UT. Dạ. Trừ. Trừ rồi ở đây mình có là 1 chia cho S cộng 2. S cộng 2 thì mình áp dụng công thức là chỗ này ha. Là A nó bằng là bằng bằng 2. Vậy là E mũ chia 2T. Đúng không nè. Rồi, có gì thắc mắc thử nè. Chỗ đây em không thích thì em ghi 1 cũng được nha. Nhưng mà refer UT thôi nha. Yeah. Ý nghĩa của UT á, là nếu mà T nhỏ hơn 0 á, thì nó bằng 0. Còn mà T nó mà lớn hơn 0 á, thì cái thằng T nó bằng 1. UT nó bằng 1. Ok ha. Yeah. Rồi coi cái gì thắc mắc thử. Yeah. Nó có một phương pháp là tích chập nữa. Nhưng mà tạm thời mình khỏi đi ra. Do mình thấy theo kinh nghiệm mình thấy nó ít dùng á. Nên tạm thời mình bỏ qua đây. Bỏ sử dụng ha. Yeah. Rồi bài số 7. Mức độ nó càng khó. Sẽ bằng là 1 mình chia cho là S bình mình cộng cho là 6S cộng cho 8. Mình chú là trường hợp ở trên là trường hợp là cái mẫu nó có nghiệm nha, chú nha. Trường hợp này là trường hợp cái mẫu nó vô nghiệm, được không? E mũ trừ S cộng cho là 4 E mũ trừ 2S, được không? Được không? À. Rồi, thử xem ha. Rồi, bước đầu tiên là chắc là mình sẽ phân nhân phối qua, được không? Để cho dễ nhìn ha. Rồi, coi thắc mắc gì thôi à. Được không? Như thiếu số 4 thì phải, đúng không? Cái sao có số 4 mà. Đúng không? Rồi, rồi mình tách thành gọi là F1S, F2S đi ha. Làm tính cái đi ha. Ra. Rồi đầu tiên là mình lắp lát của thằng F1S trước. Ok, mình áp dụng phương pháp bịt tới trên rồi nha. Như này ha. Là dùng cái thằng tính chất á, tính chất này ha, tính chất tức là nó có cái thằng e mũ á, thì đầu tiên mình bị t, ok ha, nhìn ha, rồi này ha, mình kéo xuống cái tính chất này, nhìn ha, mình sẽ áp dụng công thức này, nha, để dùng công thức này á, thì đầu tiên mình sẽ bị cái thằng e mũ đi, cho mình tìm cho cái thằng còn lại, ok chưa? Mà mình tìm cái thằng còn lại thì chính là cái phân số này, ok không? Được không? Rồi vậy là mình tìm cái phân số nha, cả hai thằng F1 F2 đều là cho cái phân số đó trước, nên là đầu tiên mình đi tìm cái phân phối cho cái phân phối cho cái phân số đó, được không? Trong trường hợp này thì mình thấy rằng nó vô nghiệm, đúng chưa? Được không? Rồi bắt đầu mình xử lý trường hợp nó vô nghiệm nè. Vì mẫu nó vô nghiệm nên mình sẽ có nè, một mình chia cho là S bình cộng cho 6S cộng cho 8 thì nó sẽ bằng là 1. Nó chia cho là S cộng cho 3 các cái bình phương. Rồi nó trừ cho 1. Được không? Rồi bây giờ mình đi coi cái lắp lắp thằng này có không nha, nhìn vô ha, coi lắp lắp của nó ha, nhìn cho kỹ nha, coi có đó ha. Rồi ok, nhìn ha. Rồi coi thì có chỗ nào không, đây nhìn cho khúc này nè, ở đây ra nhìn ha, coi thử nha ha. Không có sao à, đâu có đâu đúng không? Phải không? Omega chúng mình trừ nha, trừ 1 nha. Đây. Rồi đây, nó đây.
Đây nè. Ok, nhưng mà ở đây mình nhìn vô thì nó chưa phải nha. Ở kia là nó sẽ là S, S cộng 3 tất cả bình trừ 1, mà ở đây nó chỉ là S bình thôi nha. Nó lại nó lại làm cho mình hai lần nữa rồi nha. Nó tới hai lần nữa nha. Rồi, ok, mình sẽ có như sau. Đầu tiên mình sẽ xuất phát từ cái này trước nha. Và này khó cho phải dễ nha. Rồi mình ok ha. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ có là lắp lắp của thằng lắp lắp ngồi ha. Của thằng là 1, mình chia cho là S bình, mình chia cho 1. Nhìn chữ kỹ ha, thấy không? Nhìn chữ kỹ nha. Để mình biến đổi cho nó không có này, nên mình phải dùng biến đổi là dùng cái công thức là dời á, nó còn thêm một tính chất nữa. Và đây là rất là nhiều công thức nha. Rồi, cái này thì mình tra bảng nè, mình nhìn thằng này nè. Ra nè. Thấy không? Thì thằng này là nó sẽ là omega nó bằng 1, đúng chưa? Và mình sẽ được là sin pi ba bột lít của là t ha, đúng không? Từ đây mình sẽ cộng 3 vô, tức là mình cộng 3 vô này, tức là mình dời, tức là mình thay s bằng s cộng 3 thì nó giống cái trên, đúng chưa? Tức là hàm f mình đã tịnh tiến từ s nó trở thành là s cộng cho 3, đúng chưa? Rồi mình nhìn vô cái tịnh tiến ra cái gì nè, trong này là không có tịnh tiến nha, áp dụng tính chất nè, nè, đây coi tính chất ra giờ chỗ nào rồi, đây tính chất đây, nè, đây đây đây, nào, từ từ s là nó trở thành s cộng 3, nào, nhìn chỗ đây ha, nhiều tính chất quá, ha, nhìn chỗ đây ha, đây nè ha, đây, mình đang có nè, nha, đây là mình từ s trở thành s cộng 3 nè, nhìn vô, ok không, chưa? Rồi, thì chỗ đây mình sẽ ra được là một cái thằng là cái này ra rồi nè, thì nó ra thêm cho mình là một cái thằng E mũ nữa, đúng không nè? Là E mũ, vì A nó bằng 3 nha, nên E mũ là trừ 3 T ha, đúng không nè? Không. Nhân cho là sin pi 3 bộ lít của T. Rồi, tụi con thắc mắc gì hỏi nha. Rồi, thì cái này là mình chỉ mới được cái thằng này thôi. Rồi, bắt đầu xóa nháp nha, được chưa? Rồi, để ý nha, chỉ rất là nhiều tính chất á, chứ mình không làm thì mình không nói đâu ha. Nếu mà nó là chuyên đề riêng mà thi nó một chuyên đề á, thì phải học cho kỹ. Còn mình để mà áp dụng vô phương trình hệ phương trình thì nó đơn giản lắm, nó có vài công thức à ha. Rồi bây giờ mình nhìn vô là mình thấy rằng là khi mình bịt cái thằng E mũ chữ S á, là mình đã tìm được rồi. Nên bây giờ mình đi tìm thằng F1S ha, nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ có là F1S là tương ứng với F1T. F1T nè thì bằng là lắp lắp trừ 1 của thằng là F1S, tức là mình đưa thêm vi cộng cái luôn đó nha, nha. Rồi thì đây mình xóa nháp xíu, thì cái thằng này sẽ là lắp lắp ngược của là 1 chia cho là E luôn đi ha, tôi ghi chậm chậm lại xíu nha, là 1 chia cho là S bình cộng cho 6S cộng cho 8 và nhân cho E mũ của trừ chữ S, đúng không? Đó, tức là hồi nãy là mình bịt thằng này là mình đã tìm được rồi nè, gì đó ha, bịt là tìm ra nó đây nè, được chưa? Được không? Bây giờ mình thêm cái thằng E mũ chữ S vào, dùng tính chất nha, nè, mình thêm nó vào nè, được không? E mũ chữ S là thằng là T euro nó bằng là bằng 1, được không? Vậy chỗ trong chỗ này chỗ nào có F á, thì mình sẽ dời đi là trừ cho 1. Vậy mình sẽ được là E mũ trừ 3T trừ 3, đúng không nè? Trừ 3 của là T trừ 3, vì T và T thay bằng T trừ 1 mà. Lấy trừ 3 nhân khối 3, đúng không? Và sin thi 3 bộ lý của là T trừ cho 3, ok không? Ok không? Thích... Hả? Đúng không? Sin là T trừ cho 1 với sin T trừ 1, sorry, mình nhầm ha. Mình dời 1 mà, sorry, nhầm ha. Rồi cho thằng số 2 là thằng F2T thì nó là lắp lắp ngược của thằng là F2S thì nó bằng là lắp lắp ngược của thằng là 1 chia cho là S bình cộng 6S cộng 8, này là 4, có số 4 nữa ha, E mũ trừ 2S, đúng không? Đúng rồi đó ha. Số 4 là constant, mình chỉ viết lại thôi nè, đúng rồi ha, đúng không? Rồi cái khi mình bỏ E ra là mình có thằng ở trên rồi, thì tại đây là mình dời cho cái thằng là T0 nó bằng 2,
ok không ha. À, rồi thì ở đây mình sẽ có được là e mũ của là trừ 3t. Hồi nãy là mình là chỉ nó mình lấy trừ 3 nhân 3 thì chỗ đây nó phải là cộng 3 cho ta đúng không? Phải không nè? Ha. À rồi. Phải không? À. Vậy chỗ đây sẽ là trừ 3t là mình bây giờ mình dời cho 2 thì mình sẽ là cộng 6 nha, đúng không nè? Và ở này sẽ là sin hi 3 và u lý của là t trừ cho 2. Ok không? Đó. Rồi, cộng 2 thằng lại là xong rồi. Chỗ đây mình muốn mình nhân cho u của là t trừ 1 nha, cái này cũng là u của t trừ 2 là đầy đủ nha, được chưa? Thôi mình viết cho đầy đủ đi. Vậy cuối cùng là ft của mình nè, nó sẽ bằng là e mũ trừ cho là 3t cộng cho 3 nhân cho sin hi 3 và unit của là t trừ 1 nhân cho u của là t trừ 1 cộng cho 4 e của là 3t cộng cho 6 nhân cho sin hi 3 và unit của là t trừ 2 u của là t trừ 2. Đó. Cái nghĩa là nó chỉ xác định khi t lớn 1, t lớn 2 thôi ha. Rồi coi thắc mắc gì thở nha. Ghi vào cho đầy đủ ha. Nó hơi dài thôi chứ không khó nha. Ghi nha. Rồi ok. Bây giờ mình sang một cái chuỗi về nhà. Đó là những hàm phân số nè. Chép vô đầy đủ nha, coi có gì làm lại kỳ lại nha, nhớ là phải học nha, chứ không học thì không ai giúp được đâu ha. Yeah. Yeah, yeah. Học rồi thắc mắc gì thì nhắn lên hỏi. Rồi, mình sang một đống, mình sang dạng đặc biệt là nó cũng là lát nó ngược luôn, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm cho những cái bài mà nó phân số nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ghi một lượt của đây, xíu nữa mình chọn những bài mình giải. Rồi, ở đây mình bài tiếp theo ha, bài mấy rồi, bài 7 đúng không? Vậy sang bài 8. Cho mình cái hàm là f lớn s nè, nó bằng là 2 của x bình cộng cho là 9s trừ cho 11 chia cho là s cộng 1, đây sẽ là s trừ 2, đây sẽ là s cộng 3. Không? Bài 9 đi một lượt luôn nha, cái gì mà làm không kịp thì có gì em làm ha. Không? Dạng này là dạng chính nha, nếu mà nó thi rồi nha, và cái dạng này cũng là cái nghiệm cũng trình lúc mình giải nó ra đó, đúng nha. Hồi nãy giờ chỉ là những công cụ thôi. Mà số 10. Nó chậm quá, mình lấy cái đề mà nó lót chậm quá. Alo, alo, bạn đang nghe không? Alo. Mình đang lấy cái đề xuống nha, nó lót chậm quá. Đang rất mạng bị gì đây mà. Nhất là dạng này là dạng chính, là dạng mà lúc mình giải phương trình hay là hệ phương trình nó sẽ ra cục này, nên mình cố gắng mình làm những cái này. Ok, mình đang ở bài số 10 ha. Rồi 4s mũ 3 cộng cho là 16s bình cộng cho là 23s. Vậy mình chấm nhắc là cái u mình thêm vào u đi ha, nó chắc đây không được khỏi bị trừ điểm, mình hiểu luôn. Bỏ thì không sao, nhưng mà ghi cho đầy đủ ha. Ok. Đó là bài 10. Có bài 11 không? Không có thì chắc quá bài 11 luôn ha. Nguyên đống này là làm hiểu hết là mình bao luôn cái dạng này ha. Nó là dạng phân số hữu tỉ ở trên và ở dưới ha. S bình trừ cho 2S trừ 7. Đây sẽ là S cộng 1. Đây là S bình cộng cho 2S cộng cho 5. Ok không? Rồi, 5 thằng này là một dạng. Và hay cho cái kiểu này nha. Rồi bắt đầu mình làm trình tự nữa nha. Để làm được dạng này thì mình sẽ hướng dẫn cái phương pháp heavy size để mình tăng tốc. Ok không? Ha. Giả sử như bây giờ
giờ sử như giờ mình chọn bài bài 8 mình làm nha. Trong đấy mình có một bài liên quan này nha. Đây. Thì những bài nó chắc bùm ta. Ok đây, mình để mình có một bài là đây bài 6 này nha. Mình sẽ lấy mình mục đích của mình là mình lấy cái tư duy để mình áp dụng ra. Mình sẽ không dùng phương pháp đọc những tiếp như bên dưới nữa vì cuộc đây làm như thế nó lâu lắm. Dưới nha. Mình hướng dẫn phương pháp là phương pháp heavy side. Ok không? Đang copy chứ, tự nhiên nó có lệnh copy rồi. Bây giờ mình sẽ nối lại cái bài 6 này nhưng mà phương pháp khác để mình lấy cái tư duy mình làm cho bài 4 này nha. Ok ha. Đầu tiên cũng tương tự nè, mình bóc cái hàm để mình phân tích ha. Cái tư duy của nó là từ cái cục đó mình tách thành nhiều hàm nhỏ. Ok không nè. Nha. Những cái này mình gọi là nhân tử. Ok chưa? Được không? Ok chưa? Được không? Nếu mà ở dưới mà có nghiệm á thì áp dụng nguyên tắc là ở trên nó sẽ là hàng số. Ok ha. Rồi, nếu mình làm y chang như trên thì nó sẽ giống như trên. Bây giờ mình sẽ làm khác, mình sẽ không làm giống như trên. Ok chưa? Mình áp dụng phương pháp heavy side. Sau đây là phương pháp heavy side. Ok nha. Đầu tiên là mình tìm A, được chưa? Ok ha. Để tìm A thì mình sẽ giải phương trình cái mẫu bằng 0, tức là S bằng 0. Ok chưa? S bằng 0 rồi mình có rồi, bây giờ mình nhìn vô cái góc này. Mình bỏ đi, mình bịt cái này, cái đang xét này, vậy mình bịt đi. Được chưa? Được không? Được không? Mình lấy 0 vừa giải mình thế vào thì từ đó mình có được là cái thằng A nó bằng 2, rồi mình xuất vào được là 2 chữ S. Được không? Tương tự thằng này nha. Tức là thằng này thì bây giờ mình đi tìm B, được chưa? Tìm B ha. Bước số 1 mình giải phương trình này bằng 0. Thì mình giải được là thằng S nó sẽ bằng là -2. Được chưa? Rồi mình nhìn vô cái góc. Trả lại cái góc à, là vừa bị xóa cái góc rồi. Rồi mình xóa cái góc, mình lau cái bảng cái này nha. Rồi bây giờ mình nhìn vào cái góc, được chưa? Đây cái góc này. Mình bị T cái mình đang xét là bị T S cộng -2, được chưa? Mình thế -2 vào thì mình sẽ được là B nó bằng -2, được chưa? Đó là y chang như lúc nãy, không khác gì cả mà nó nhanh hơn. Cái phương pháp này người ta là phương pháp heavy side, được chưa? Được không? Hai bên đều như nhau à, nó đều như nhau mà lại rồi nha. Mình tìm thằng nào thì mình phân tròn thằng đó. Ok chưa? Mình đang tìm là thằng A nè. Ok chưa? Giải phương trình mẫu tương ứng bằng 0 thì mình được S bằng 0. Ok chưa? Mình đang xét nó thì mình quay về cái góc đó, mình bị nó đi, bị nó. Ok chưa? Mình lấy 0 mình xúc vào cái đóng cuộn lại, đóng cuộn cái góc á. Được không? Lấy 0 xúc vào thì mình được A bằng 2, được chưa? Tương tự bây giờ mình đi tìm B này nha. Ok không? À, thì mình giải phương trình cái này bằng 0 thì mình giải được là S mình bằng -2. Ok chưa? Rồi mình cũng nhìn vào cái góc, mình bị cái thằng S cộng 2 lại, được chưa? Mình lấy -2 mình xúc vào cái phần cuộn lại, được không? Thì mình được nó bằng -2, B nó bằng -2. Thì cái phương pháp này gọi là phương pháp heavy side, được không? Rồi ok. Nhưng mà nó còn những dạng biến thể đó nha. Biến thể nó là nó không phải là bậc nhất mà bậc 2 bậc 3 đó, thấy không? Giờ bắt đầu mình làm nha, được không? Rồi. Bây giờ mình sẽ làm bài số 8 nha. Bài số 8 nó dễ nha, bài 8 bài 9 là nó dễ. Bài 10 11 nó mới khó thì lúc này nó không còn nghiệm đơn nữa mà nó là nghiệm kép cơ, nghiệm bài 3 cả, nhìn bài 10 đây, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ làm bài 8. Nhìn ha. Mình chỉ phá ra từng cái phân số thôi nha, còn khi mà lắp đặt ngược từng cái thì nó dễ quá rồi. Ok nha, không làm nha. Rồi bài đầu tiên là mình chỉ viết lại cái hàm. Căn bút xanh mà. Rồi mình có cái factor đầu tiên là S cộng 1. Cái này nó có nghiệm nên trên này sẽ là A, được chưa? S trừ 2, cái này có nghiệm nên trên này sẽ là B. Tiếp tục cái này là S cộng 1, trên này có nghiệm nên cái này sẽ là C, được chưa? Ok không? Cái này mà để nhập, để mà làm nhanh á, em nhập máy tính full cái hàm này vô, được chưa? Mình hướng dẫn luôn đi, bấm máy tính luôn đi, có lẽ. Nhập đi. Máy mình không có chữ S thì mình dùng chữ X, ok không? Nhập full vô đi, được chưa? Nhập full vô đi. Nhập full vô rồi em ai bấm nút kho tại 100 đi để em lấy dữ liệu nó lưu lại cái công thức ha. Chứ nha. Cho lưu lại công thức rồi chứ cái gì ha.
100, mục đích là để cho Lưu công thức thôi. Được chưa? Rồi bằng, không lấy kết quả nha, để cho Lưu công thức thôi, được chưa? Yeah. Rồi thì mình tìm A nè, tìm A thì mình giải nghiệm mẫu bằng 0, mình được là S, mình sẽ bằng là trừ 1, ok chưa? Được không? Yeah. Em bấm mũi tên nó lưu lại, nó sẽ hiện cho công thức, đúng không? Bấm mũi tên nó quay lại đi, được chưa? Ok chưa? Bấm chưa? Bấm mũi tên cho nó quay lại, nó hiện full công thức nè, em vừa nhập lúc nãy đó, nhập chưa? Yeah. Em bấm mũi tên nó hiện ra công thức chưa? Hiện chưa? Yeah. Hiện thì bây giờ em bấm em xóa cái chỗ này đi, vì mình phải bịt nó. Bấm xóa đi. Bấm số chỗ x cộng 1, được không? Yeah. Rồi bấm kho tại trừ 1 thì đó là A đó. Kho đây, kho tại trừ 1. Ha. Rồi A ra bao nhiêu? Sao nó ghi lỗi thôi? Lỗi là em phải hiểu cái cách mình đang làm không? Hiểu tư duy mình đang làm không? Ha? Thầy có cái máy. Mình có mà, nhưng mà nó dễ lắm. Em mình lặp lại cho em nè. Đầu tiên em nhập full chưa? Hả? Vun rồi, bây giờ em xóa cái thằng S cộng 1 đi, xóa đi, hả? Xóa đi, xóa rồi cái mở gọi đóng ngột cho nó đàng hoàng, cho rồi bấm nút kho, hả? Kho tại thì nó hỏi mình là x bằng bao nhiêu thì mình kho tại trừ 1, hả? Chứ đâu có gì khó đâu. Rồi A bằng bao nhiêu? Nó hiện ra A đó. Sao? Xóa x cộng 1 với kho đúng không thầy? Mình coi thử nha, cái đây là x cộng 3, mình cứ nhầm chỗ này số 3 nha. Số 3 mình có xuống bị sai nè. Chắc là do này lỗi chỗ này đó, mình copy xuống bị sai nè. Rồi, A bằng bao nhiêu? Đúng rồi đó, được chưa? Rồi bấm mic. Giờ nãy mình ghi lỗi đó, giờ nãy là x cộng 1 mình góp xuống trừ cộng 1 đó, cộng 1 là vô đây nó mắc error nè, thấy không? Nhá. Rồi bây giờ xong rồi đúng không? Trả ngược lại nhưng mà gọi full công thức nha, nhớ là full công thức nha. Giờ nãy mình có kho 100 nên nó có liệu full công thức, hiểu không? Gọi ra full công thức đây. Bấm mũi tên ngược lại cho nó ra full công thức. Nha, ra full chưa? Rồi. Thì tại đây mình giải được là S nó bằng 2. Mình nhìn vào full công thức á, mình xóa cái thằng S trừ 2. Rồi mình kho, là tìm được quê. Một, đúng chưa? Rồi, tương tự cái tư duy như thế. Tiếp tục nè. Cái này mình giải được là S nó bằng trừ 1. Mình nhìn vào cái full, mình trả ngược về full công thức đi. Trả đi. Rồi mình xóa cái thằng là cái này cộng 3 mà mình lại lột cái này ha. Cái này cộng 3 mà đúng không? Được ha? Cái này là cộng 3 nha, S cộng 3. Vậy là em xóa cái thằng S cộng 3 đi, em kho tại trừ 3 nữa là xong đó. Ha. Rồi đúng rồi đó, chưa? Vậy nó tách cho em thành 3 phân số nhỏ nhỏ, em đi tìm lá lách ngược từng cái là xong, hiểu không? Yeah. Hiểu tư duy không? Chưa? Yeah. Nhưng mà cái này nó chỉ đúng cho là dưới mẫu nó có một nghiệm thôi nha, còn trường hợp nó có nhiều nghiệm nó khác nha, chưa? Yeah. Nhưng mà em nhìn vô bài chính á, thì nó tương tự không khác cái bài 8 cả, thấy không? Chưa? Yeah. Chắc còn bài 10, bài 1 thì chắc là đầu bữa hôm sau mình đi mình nói đi, cho nó hơi dài, chưa? Yeah. Bài 10 thì nó khác nha, vì lúc này nó không còn là nghiệm đơn nữa, mà nó rơi vào đây là nghiệm kép nè, hiểu không nè? Ha. Cái cách thì nó khác một xíu, chú nha. Tương tự bài 11 là nó rơi vào chỗ này là vô nghiệm, nên nó khác một xíu nữa, được chưa? Nên là cái phương pháp này nó chỉ đúng hoàn toàn cho cái thằng là nghiệm đơn thôi, nó đúng cho cái bài 10, bài 1, nhưng mà mình phải học mình mới biết được sự khác nhau một xíu, hiểu chưa? Ha. Rồi vậy có gì ráng rèn luyện lại nha, được không? Đầu buổi hôm sau là mình sẽ đi xử lý bài 10, bài 11 này, biến thể của thằng hai bị sai một xíu, rồi mình bắt đầu cái dạng của mình là mình đi giải hệ phương trình và phương trình, ok chưa? Yeah, hôm sau là hôm sau là mai luôn, chắc giờ này luôn ha, ok ha? Yeah, rồi ok ha, rồi bye bye nha. Yeah, ok rồi, có gì lưu trong bảng lại đó, có gì coi thì vô coi nha, nha. Yeah. Rồi bye bye nha.